Bức tường cao 2m72 được dựng lên trên kính bằng công nghệ mapping sẽ mở lối vào một không gian cung điện của thời Lý. Đó là một không gian cung điện thực sự được tái hiện với tỷ lệ 1:1 với 42 cột. Với những di vật mang sắc thái độc đáo của bộ mái qua các loại ngói lợp còn tìm thấy được, minh chứng cho một nền kiến trúc mang dấu ấn riêng biệt đặc trưng của nền văn hóa và văn minh Đại Việt kể từ khi vua nhà Lý xây dựng kinh đô Thăng Long. Đó là kết quả của một quá trình nghiên cứu khảo cổ học tỉ mỉ trên những cứ liệu khoa học khảo cổ đã được chứng minh. Tất cả được tái tạo giống như một bối cảnh khai quật. Hơn 400 di vật và gần 10 di tích được các nhà khảo cổ học phát hiện trong quá trình khai quật tại chính khu vực nhà Quốc hội trong hai năm 2008-2009 đã được giới thiệu đầy tự hào tại đây. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng chục ngàn di vật và 140 di tích đã được phát hiện, lưu giữ trên chính mảnh đất linh thiêng này. Trong trưng bày, cái bài toán quan trọng nhất chính đó ở ba yếu tố. Thứ nhất là nội dung khoa học. Nội dung khoa học này nó phải đảm bảo những yếu tố, những phát hiện đặc sắc nhất của khảo cổ học mà diễn ra ở năm 2008-2009 về chính tại khu vực mà khai quật dưới lòng đất xây dựng nhà Quốc hội. Cái thứ hai ấy, làm sao phải nghĩ được cái giải pháp mà có thể diễn đạt được nó bằng cách sống động nhất có thể. Cái thứ ba là đem lại những giá trị ấy đến công chúng một cách là hồn nhiên nhất, hay nói một cách để cho người ta cảm nhận một cách tự nhiên nhất, không gượng ép. Có hai không gian trưng bày khảo cổ học được các nhà khoa học giới thiệu tại hai tầng hầm theo những lát cắt theo địa tầng khảo cổ học, diễn giải không gian từ xa xưa lại gần, thời kỳ tiền Thăng Long và thời kỳ Thăng Long. Những hiện vật lâu đời nhất được xác định vào thế kỷ thứ 7 bằng những công nghệ trưng bày hiện đại nhất, tất cả như đang sống động. Việc đầu tư vào một cái bảo tàng ở dưới tầng hầm nhà Quốc hội nó rất hiệu quả. Nó như là một cái cuộc cách mạng về bảo tàng cho cái hệ thống bảo tàng ở Việt Nam. Với những di vật gốc, với những cách biểu đạt đầy táo bạo, khu trưng bày di tích khảo cổ học tại khu vực nhà Quốc hội đã tạo nên biểu trưng độc đáo của sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, để tòa nhà Quốc hội hóa thân vào tiến trình lịch sử, phản ánh sức sống trường tồn của trung tâm quyền lực trong lịch sử dân.